Quý vị thân mến, ngày hôm nay Thẩm mỹ OIO đã quay trở lại với một vị khách hàng xóa xăm và anh có một hình xăm khá là lớn ở vùng tay. Quý vị có thể quan sát qua màn hình, hình xăm này của chúng ta thì không phải là dày đặc và đậm màu, nhưng mà nó rải rác trên cả cái khu vực tay của anh ạ. Tức là từ phía vai sau đó xuống đến phần cổ tay luôn. Tức là hình xăm ở diện tích khá là rộng. Và với hình xăm này thì Thẩm mỹ Ohio cũng đang xử lý rất là dễ dàng với công nghệ laser Piconil 450. Khi mà tia laser đi tới đâu thì quý vị có thể nhìn thấy là cái màu mực gần như là chuyển sang hết trắng ngà tới đó, và trong màn hình thì gần như là cũng không nhìn thấy rõ luôn ạ. Vâng ạ, điều đó có nghĩa là màu mực trên da của khách hàng của chúng tôi thì đang đáp ứng rất là tốt nhu cầu điều trị quý vị ạ. Khách hàng của chúng tôi có chia sẻ là đây là một cái hình xăm mà cũng đã gắn bó với anh rất là lâu rồi. Anh cũng rất là thích hình xăm này, một cái hình xăm cá chép ở dọc cái phần tay của anh, một hình xăm rất là nghệ thuật. Tuy nhiên là cái thời điểm hiện tại thì anh cũng đang phải có một vài những cái công việc cũng như là yếu tố ở phía bên ngoài, nên là cái hình xăm thì không còn phù hợp nữa, nên là anh quyết định là sẽ xóa một cái hình xăm đã gắn bó với mình rất là lâu đi. Anh cũng chia sẻ là anh cũng khá là lo lắng, bởi vì là hình xăm của anh có diện tích lớn, thế nên là rất là lo về việc là khi xóa hình xăm thì sẽ để lại sẹo. Tuy nhiên là đến khi đến với Thẩm mỹ Ohio thì chúng tôi cam kết với quý vị bằng công nghệ laser Piconil 450 thì chúng tôi cam kết là sẽ không bao giờ để lại sẹo quý vị nhé. Với công nghệ laser Piconil 450 thì đây là một công nghệ rất rất an toàn với da của khách hàng và rất là lành tính, bởi vì tia laser khi mà đi vào da thì chỉ là phá vỡ cấu trúc hạt mực thôi, chứ không phải là đốt cháy da của quý vị, nên là sẽ không để lại sẹo đâu quý vị ạ. Vâng, và ngày hôm nay mới chỉ là buổi đầu tiên thôi, nhưng quý vị có thể nhìn thấy là da của anh cũng như là màu mực trên da đang đáp ứng rất là tốt cái quá trình điều trị tại Thẩm mỹ Ohio đúng không ạ? Hình xăm này của anh có đặc điểm là nó không quá dày màu, chỉ là diện tích lớn thôi, thế nên là khi mà tia laser đi thì quý vị có thể nhìn thấy là nó hết ngay lập tức. Tuy nhiên là đây không phải là kết quả cuối cùng quý vị nhé. Kết quả cuối cùng của cái buổi điều trị lần đầu tiên thì quý vị có thể nhìn thấy rõ nhất là sau từ 10 đến 15 ngày khi mà thực hiện cái buổi liệu trình đầu tiên. Bởi vì là đây là cái cơ chế đào thải, giúp cơ thể đào thải hạt mực tốt hơn, chứ không phải là cơ chế đốt. Thế nên là nó sẽ có một cái thời gian để hạt mực có thể là đào thải qua cái đường bài tiết mồ hôi cơ thể quý vị. Thẩm mỹ Ohio thì luôn luôn dặn những quý vị khách hàng của mình đó chính là về nhà hãy uống thật là nhiều nước này, hoặc là kiêng những cái đồ ăn gây sẹo như là thịt bò, thịt gà hoặc là trứng, thì có thể hỗ trợ cho cái quá trình đào thải hạt mực nhanh hơn, cũng như là cái da của chúng ta thì sẽ nhanh lành hơn để có thể đến với cái buổi xóa xăm tiếp theo. Và khi mà da của chúng ta có cái cơ chế hoạt động tốt, đào thải tốt và nhanh lành, thì cái việc xóa đi hình xăm trong cái thời gian ngắn nhất là một cái điều rất là hoàn toàn có thể, đúng không thưa quý vị? Và ngay với cái buổi đầu tiên thôi thì hình xăm trên tay của anh đã mờ đi tầm 70% rồi đúng không ạ? Đây là một cái tín hiệu rất là tốt, bởi vì cơ thể của anh đang tiếp nhận cái điều trị rất là tốt quý vị ạ. Có những vị khách hàng thì có cái tiếp nhận điều trị kém hơn, thì sau buổi đầu tiên chỉ có thể mờ đi 40-50%. Còn anh thì đang có một làn da tiếp nhận điều trị rất là tốt, thì sau buổi đầu tiên đã có thể mờ đi 70-80% rồi, nhìn rất là rõ qua livestream đúng không ạ? Và nếu như quý vị đang có nhu cầu để xóa đi hình xăm của mình và không để lại sẹo thì hãy liên hệ ngay với Thẩm mỹ Ohio số 208 Hoàng Ngân Hà Nội với số hotline 0919005623 để được các bác sĩ của chúng tôi đưa ra liệu trình xóa xăm phù hợp quý vị nhé. Còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.